cây lúa có thời gian sinh trưởng từ 110 đến 125 ngày, sau thời gian gieo mạ khoảng 20 ngày và giai đoạn hồi xanh, bén rễ và đẻ nhánh có 40 ngày. Đây là giai đoạn cây lúa cần dinh dưỡng nhiều nhất. Bởi lẽ đó, việc làm cỏ, sục bùn, bón thúc là cần thiết, quyết định tới năng suất lúa sau này. Bón thúc là kỹ thuật sử dụng phân bón với mục đích bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển và sinh trưởng của cây trồng. Khi cây được trồng ở nơi có môi trường phát triển thuận lợi, năng suất và chất lượng đều sẽ được nâng cao. Nếu không quan tâm việc bón phân cho cây vào những giai đoạn quan trọng, cây sẽ có xu hướng kém phát triển, dễ bị bệnh, năng suất và chất lượng suy giảm. Sau khi cấy từ 7 đến 10 ngày, có thời tiết thuận lợi, bà con nông dân cần chăm bón kịp thời cho lúa, đảm bảo nguyên tắc bón phân sớm, tập trung vào phương châm nặng đầu, nhẹ cuối và cân đối để cây lúa sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt, thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng, cỏ dại ngay từ đầu vụ. Chúng tôi là cấy ở trong năm là chúng tôi bón lót rồi. Và bây giờ chúng tôi bón thúc một lần nữa là nặng đầu nhẹ cuối, chúng tôi chỉ bón hai lần thôi. Là từ nay trở đi là kệ cho lúa lên thôi. Chứ bón nhiều quá là lúa ngoài đê này chúng tôi là nó lốp mất. Nên là chỉ bón có lần lót và một lần thúc này nữa thôi. Còn lại là chúng tôi thường xuyên theo dõi là xem là sâu bệnh nó có phát triển không. Nếu phát triển thì chúng tôi phun thuốc sâu, nhưng mà nói chung là mấy năm nay là chúng tôi không phải phun thuốc sâu. Nói chung là năm nay lúa là chúng tôi cấy 404 và 225. Bây giờ là chúng tôi đang tập trung chăm sóc để cho lúa đẻ nhánh, khỏe mạnh và kháng được sâu bệnh, cho lúa phát triển sớm và để được tránh cái tiểu mãn. Vâng, thưa bà con và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp từ xa xưa thì bà con đã đúc rút ra một kinh nghiệm. Công cấy là công bỏ và công làm cỏ là công ăn. Vâng, câu nói này muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chăm sóc lúa sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa sau này. Và trong chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này. Đồng hành cùng chương trình là kỹ sư Bùi Thị Phúc, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh sẽ giúp bà con có một số lưu ý để chăm sóc tốt nhất cho vụ lúa đông xuân này. Vâng, thưa kỹ sư, hiện tại thì tình hình sản xuất vụ lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh đang như thế nào ạ? Thưa chị, thì ở vụ xuân năm nay thì bà con đã gieo cấy xong cái trà xuân sớm là khoảng 5% diện tích. Thì bà con đã kết thúc cái gieo cấy cái vụ xuân sớm này và bà con đang đẩy mạnh cái quá trình cấy cái vụ xuân muộn. Với cái lộ trình như vậy thì có đáp ứng đúng cái kế hoạch đề ra của tỉnh không ạ? Dạ vâng, theo kế hoạch đề ra của tỉnh thì cấy xong trước 20 tháng 2 thì hiện bà con đang thực hiện rất tốt cái kế hoạch của tỉnh đề ra. Dạ vâng. Vậy thì cái tình hình sinh trưởng và phát triển của các cái trà lúa này hiện nay như thế nào ạ? Dạ vâng, thưa chị, là như chị có thể thấy là với ruộng lúa hiện tại đây thì cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, rộ và bà con đang tiến hành chăm sóc giai đoạn này để cho cây lúa sinh trưởng và đạt năng suất là cao nhất. Vâng. Vậy để bà con hình dung dễ hơn thì kỹ sư có thể trực tiếp xuống để gặp gỡ bà con để giúp họ có những kỹ thuật chăm sóc vụ lúa này được không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời chị xuống đây chúng ta có thể trao đổi trực tiếp hơn. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Anh chào các cô. Vâng. Anh đang dặm lúa ạ? Không ạ, đây là cái công việc thường xuyên của hợp tác xã tôi đi thăm đồng để chỉ đạo cho bà con chăm sóc. Thưa anh ạ, anh có thể chia sẻ xem là tình hình lúa và cái phát triển của lúa hiện tại ở trên địa bàn xã mình như thế nào ạ? Hợp tác xã chúng tôi, hợp tác xã nông nghiệp Đô Lương chúng tôi là vụ chiêm xuân năm 2022-2023 là canh tác là gần 200 hectare. Vâng. Trong đó thì có hơn 50 hectare là ngoài đê cũng đã cấy trước cái Tết Nguyên Đán để dành cái lũ tiểu mãn. Hiện nay thì lúa đang phát triển tốt và hàng ngày là chúng tôi sẽ cắt cử hai người đi xuống trực tiếp để chỉ đạo cho bà con chăm sóc cũng như phòng trừ sâu bệnh. Vâng. Thưa anh ạ, vậy cái việc mà chăm sóc lúa ngoài đê thì các anh sẽ có cái công tác chỉ đạo bà con như thế nào? Vâng. Thưa chị, để đảm bảo trên cái công tác chăm sóc lúa ngoài đê thì chúng tôi đang chỉ đạo cho bà con chăm sóc lúa, chăm bón và bón phân bón kịp thời. Kế hoạch của chúng tôi là từ nay đến 15 tháng 2 sẽ là kết thúc cái việc chăm bón để cho cây lúa phát triển tốt. Đối với diện tích trong đồng thì hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai cho bà con là tập trung cấy xung quanh cái tiết lập xuân. Vâng ạ.
Thưa anh ạ, hôm nay thì kỹ sư Bùi Thị Phúc ở bên Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xuống trực tiếp xã mình thì cùng với bà con để xem là bà con có những cái vấn đề gì mà cần phải hỗ trợ để chăm sóc lúa trong cái thời điểm này. Thì anh có thể trực tiếp trao đổi với kỹ sư để kỹ sư hướng dẫn ạ. Vâng. Thưa kỹ sư, thế là hợp tác xã chúng tôi là hiện nay là có 25% là đã cấy vào trà xuân sớm, còn 75% diện tích là chúng tôi cấy vào trà xuân muộn, là cấy xung quanh trong cái tiết lập xuân để cho đảm bảo cho cái năng suất mà cây lúa phát triển tốt. Thì xin kỹ sư cho chúng trao đổi với chúng tôi một số kinh nghiệm để chúng tôi khuyến cáo cho bà con kịp thời chăm sóc để cho bà con có cái vụ mùa thắng lợi hơn. Rồi, thưa anh, thì vụ xuân năm 2023 thời tiết diễn biến rất là phức tạp và đặc biệt năm nay thì lập xuân muộn và nhuận 2 tháng 2. Do đó là cái nền nhiệt độ rất là thấp ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa. Do đó để mà cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao thì bà con cần lưu ý là thực hiện một số biện pháp chăm sóc như sau. Đối với lúa trà xuân sớm thì diện tích lúa trà xuân sớm thì chiếm khoảng 5% diện tích, trong đó là bao gồm cái diện tích lúa ngoài đê tránh lụt tiểu mãn, thì bao gồm là Gia Viễn, Nho Quan và một phần của thành phố Tam Điệp. Do đó là với diện tích này thì bà con cần chú ý chăm sóc, bón phân thúc sớm với lượng là từ 3 đến 4 kg phân đạm ure kết hợp với lại 2 đến 3 kg kali clorua. Bón phân thúc sớm thì cây lúa có thể đẻ nhánh sớm, đẻ khỏe và đẻ tập trung. Do đó là nó là cái tiền đề để cho cây lúa, cái năng suất cây lúa sau này. Cùng với các biện pháp đấy thì bà con có thể kết hợp với dặm tỉa và nhổ cỏ. Trong cái giai đoạn mà cây lúa bén rễ hồi xanh thì bà con cần giữ mực nước từ 2 đến 3cm trên mặt ruộng. Cái mực nước này thì nó giúp cho cây lúa có thể để cái bộ rễ phát triển nhanh hơn. Cùng với đó nó như một lớp áo để bảo vệ cho cây lúa để tránh những cái thời tiết bất thuận như là trời rét, thì nó có vai trò như là một lớp áo để bảo vệ cho cây lúa để tránh rét. Cùng với đó là giảm cái cỏ dại ở trên lúa vào giai đoạn đầu khi cấy. Đối với lúa cấy tay và cấy máy thì bà con giữ mực nước trên ruộng từ 2 đến 3 cm vào cái giai đoạn mà khi lúa bắt đầu đẻ nhánh thì bà con bón thúc với lượng từ 1 kg đạm kết hợp với lại 3 kg kali clorua để cho cây lúa có thể đẻ nhánh nhanh. Khi mà cây bén rễ hồi xanh thì sau cấy khoảng 7 đến 10 ngày thì bà con giữ mực nước trên ruộng từ 2 đến 3 cm. Cái mực nước này thì giúp cho cây lúa nhanh bén rễ và nó cũng như một lớp áo để bảo vệ cho cây lúa có thể tránh được những cái điều kiện bất thuận của môi trường như là rét, thì cái lớp nước này nó sẽ giữ ấm cho cây lúa và đồng thời nó cũng hạn chế được cái sự nảy mầm của cỏ dại với giai đoạn đầu khi cấy. Đối với lúa gieo thẳng thì bà con sau khi gieo thì vẫn phải giữ ẩm ở rãnh, sau đó là bà con tiến hành phun thuốc ngay sau khi gieo đủ để đảm bảo đúng liều lượng và nồng độ. Khi cây lúa đạt từ 2 đến 2,5 lá đối với lúa gieo thẳng thì bà con đưa nước láng mặt ruộng và bón nhử với lượng là 2 kg đạm kết hợp với lại 1 đến 1,5 kg kali clorua. Sau đó tầm 3 đến 4 ngày thì bà con tháo nước ở trên mặt ruộng để cho lúa nó khỏe và đanh hơn. Khi cây lúa được 3 đến 4 lá thì lúc đó là cây lúa đã cứng cáp rồi, thì bà con có thể tiến hành dặm tỉa định mật độ và làm cỏ bằng tay. Khi mà cây lúa đạt đến 5 đến 6 lá thì bà con lại tiến hành đưa nước trở lại mặt ruộng và bón thúc với lượng là từ 1 kg đạm và kết hợp với lại 3 kg kali clorua. Vâng, thưa chị, thế thì là cái diện tích lúa ngoài đê của chúng tôi hiện tại là đang phát triển rất tốt. Nhưng với cái diễn biến thời tiết như hiện nay là thời tiết rất âm u và
dự báo trong cái tuần tới thì cái thời tiết diễn biến rất phức tạp. Chúng tôi cũng đang lo là cái vấn đề về bệnh đạo ôn hại lúa, nên là xin kỹ sư cũng trao đổi cho chúng tôi biết một số cái kinh nghiệm và một số cái phòng trừ cho lúa. Vâng. Con thì với cái điều kiện thời tiết mưa nhiều và độ ẩm cao như thế này thì rất là thuận lợi cho cái bệnh đạo ôn phát triển trên cây lúa. Và để phòng tránh cái bệnh đạo ôn này thì bà con cần thường xuyên thăm đồng ruộng để phòng trừ kịp thời cái biểu hiện, cũng như là có một cái biện pháp phòng trừ sớm để cho cây lúa phát triển tốt. Nhưng mà như với cái diện tích ruộng của hợp tác xã như này thì cây lúa phát triển rất là tốt. Tuy nhiên là bà con vẫn phải phòng trừ sớm và có những cái biện pháp để khi mà bệnh đạo ôn diễn ra thì bà con có thể phòng trừ kịp thời, tránh lây lan nhiều để ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như là chất lượng của cây lúa. Không thì anh chỉ cảm ơn kỹ sư. Hiện nay chúng tôi cũng đã đang quyết liệt và thăm đồng ruộng kịp thời hỗ trợ cho bà con, để khuyến cáo cho bà con cái cách thức phòng trừ sâu bệnh trong đối với thời tiết hiện nay. Vâng, thưa anh, với cái sự mà chỉ đạo cũng như là cái sự sát sao của các anh đối với bà con thì em đã cảm nhận được là hiện tại lúa đang sinh trưởng và phát triển rất là đẹp và rất là tốt. Và mong các anh tiếp tục phát huy cái tinh thần đấy để giúp bà con có một vụ mùa bội thu ạ. Thưa kỹ sư, đối với trà xuân muộn thì cấy vào cái điều kiện thời tiết lúc đó là thời tiết nồm ẩm. Vậy thì cái điều kiện thời tiết này có cái bất lợi gì cho cái việc sinh trưởng và phát triển của cây lúa không? Và liệu là có cái loại sâu bệnh nào có thể gây hại cho lúa không ạ? Vâng, thưa chị và bà con thì cái giai đoạn mà bà con cấy lúa trà xuân muộn thì vào cái thời tiết nồm ẩm và mưa phùn nhiều thì giai đoạn này thì bà con cần lưu ý là đây là cái giai đoạn mà thích hợp cho sâu bệnh và sâu và bệnh phát triển trên cây lúa, đặc biệt là bệnh đạo ôn. Vì thế nên là để phòng tránh cái bệnh đạo ôn trên cây lúa thì bà con cần lưu ý là thường xuyên thăm đồng ruộng để phát hiện những cái biểu hiện cũng như là có cái cách phòng trừ kịp thời để cho cây lúa có thể sinh trưởng phát triển tốt. Và với bệnh đạo ôn thì bà con cần phun thuốc bảo vệ thực vật, cần phun thuốc phòng trừ với 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng, nồng độ và đúng cách để cho cây lúa có thể tránh được sâu bệnh, giảm thiểu được cái gây hại cũng như là để cho cây lúa có năng suất và chất lượng cao nhất. Thì bà con cũng thường xuyên thăm đồng ruộng và để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại. Bà con giai đoạn này thì bà con cần chú ý là khi mà nhiệt độ xuống thấp khoảng dưới 15 độ C thì bà con ngừng chăm sóc lúa. Sau khi nhiệt độ tăng lên trên 15 độ C thì bà con mới tiến hành chăm sóc lúa. Và khi mà rét đậm rét hại thì bà con ngừng bón phân và nhất là phân đạm, và luôn giữ mực nước từ 2-3 cm trên mặt ruộng để cây có thể sinh trưởng và phát triển được thuận lợi. Đồng thời với việc bón thúc cũng như chăm sóc lúa thì bà con cần lưu ý là tiếp tục bảo vệ cái lượng mạ dư thừa để tránh cái trường hợp là gặp điều kiện thời tiết bất thuận thì cây lúa chết, thì chúng ta có đủ cái lượng mạ cùng giống cùng trà để giảm tỉa lại. Vâng, một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của kỹ sư, cảm ơn kỹ sư đã dành thời gian tham gia chương trình. Vâng, thưa bà con và các bạn, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của kỹ sư thì sẽ giúp bà con và các bạn sẽ có thêm những cái kỹ thuật để chăm sóc tốt nhất cho lúa vụ đông xuân này. Đặc biệt bà con cũng cần thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện các loại sâu bệnh để sớm có biện pháp phòng trừ. Tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa cảm ơn bà con và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.